khủng long luôn, cục mật á. Lòng à, từ sang Bắc á, à, mến chào á, à, cô dì chú bác anh chị và các bạn gần xa, cũng được nhiều sức khỏe luôn nha. Thì anh chị ơi, ngày hôm nay á, từ sang Bắc á, à, đi hốt ong nha. Thì mới vào đây á, thì kiếm được con tổ ong nè, cũng mới hỏi cái ông anh, à, ông cho hốt rồi mà có ong siêu khủng long luôn anh chị ơi. Ủa, ông khá là bự luôn, ông nhìn thấy đã luôn. Mà không biết có mặt không, tháng 10 thì không biết có mặt hay không nha, cũng nói chung là cũng hên xui. Đó, để quay trở lại cho anh chị xem ổ ong luôn nha. Quá trời ổ ong kìa. Đó. Khủng long trên luôn kìa. Tảng thận đóng trên cây gừa. Cái kèo khá là lớn nữa. Cầu mong cho cái ổ ong này có mặt luôn anh chị ơi. Thì mình hồi nãy mình có vô. Đó. Thì ông anh kìa. Đó, đi đó. Đó, chặn đi đó. Con hỏi rồi, ông cũng đồng ý cho hốt đó. Rồi, bây giờ thì để trang bị cái đồ nghề sẽ lên luôn rồi. Anh chị ơi giờ hốt được mấy ổ rồi? Dạ cũng được mấy ổ rồi. Rồi anh chị ơi, bây giờ thì lên hốt nha anh chị. Hồi nãy giờ thì mình đi bữa nay á, thì nó đồ ngay cũng thất thu, đem có mấy cái bịch thôi. Bây giờ bịch thì cũng hết rồi, bà cô bà mới đem mấy cái bọc ra cho anh. Đưa để hốt nè. Hồi nãy thì ông anh ông đi vô trống rồi, rồi kêu bà cô đem bịch ra cho mình hốt á. Hồi nãy sáng giờ mình đi hốt cũng được ổ hay ổ mà mặt ít xịu anh chị ơi, không có mặt nhiều đó. Dạ không, ở đó đi, đừng đi lại, ông nó bay ra dữ lắm. Dạ ngồi cô bà thím ngồi đó đi nha, đừng đi lại đây đó. Hồi sáng giờ hốt á thì mình đem hình như là có 2-3 cái bịch à. Rồi lỡ lại tới đây rồi gặp ổ này nó hết bịch luôn rồi. Rồi cho nên mình kêu ông anh vô lấy bịch, nó phì mấy anh đây dữ lắm anh chị. Còn mà mình cho nó khô. Buổi chiều này quá trời nhạt. Nhạt quá trời luôn rồi. Đi lịa trên. Mưa tới nữa anh chị. Dạ không. Vậy con trèo lên luôn á. Ờ sư giữa bị ướt. Đó, khè thì giữ lên. Đó. Rồi, có khói rồi. Đầu lên. Bằng hôm nay nữa chạy chín mùa tới thu nghiệm chị ơi, cậu mong cho có mặt nha, có khô không khổng lồ. Siêu khủng long luôn, ngon trời ơi, gầm quá trời ơi ông. Ôi ôi cái kẹo lớn nè. Cái này mà đừng có mùa mưa. Đừng có mùa mưa một cái nha. Khủng long luôn. Cục mật á. Khủng long. Hết biết rồi. Ra rồi anh chị ơi. Ủa ông này có bộ đi. Cái màu quá. Thổ khấu chứ. Quá trời. Rồi tấp tấp tấp. Dẹt cả chám dâu rồi mấy bà nó coi. Chám dâu hay vô đầy gì cũng được. Ừ, không lớn. Ừ, không lớn. Mặt đâu? Ló mặt chưa? Nó mặc cái chỗ khỏe coi. Ủa nấu dĩ vậy nè. Mặc không? Trời ơi được, cũng có lý nè. Nó không khủng long luôn. Có mặt cũng đỡ đỡ.
thấy nó phì phì hơn. Ui, chắc non nữa lít. Kể tháng mưa mà. Tháng mưa mà anh chị ơi, thì là ngon lắm à. Ôi giời ơi, nó bự nè. Như cái cánh bồm. Cho anh chị xem cái đầu mặt nha. Đầu mặt với cái tổ ong. Cũng lông luôn nè, cái đầu mặt nè. Đó. Tiếu nữa lít. Mặt vô cũng muốn đầy lại hết rồi. Đầu vô cái ổ nó bự. Rồi nấu dĩ xuống tới dưới luôn kìa. Dĩ mới toan luôn. Ổ này từ từ nấu xuống tới dưới cái nhánh khô dưới luôn anh chị. Nóng giữa cái bờ đi luôn. Giữa bờ đi dưới đó kìa. Đi ra đi vô á. Xe chạy ra sẽ vô luôn. Đây bên đây nữa đây. Trời ơi nó buông. Chạch chân à. Đó anh chị. Vô nó ăn quá. Để mình cắt mới được. Để hồi nó lụm hết trơn luôn ạ. À. Hút lại hết trơn nó dành. Hết biết cổ lớn. Sâu đây. Bắt con sâu nè. Cỡ kèo lớn một cái phản thần. Gặp mà mùa thuận một cái là cây này cắt quải xuống không nổi luôn. Nửa lít. Nửa lít được không đánh biết luôn. Nặng không? Ôi, chừng xỉ máy hơi khô nữa anh chị ơi. Chừng xỉ máy mặt. Không được nửa lít. Em sửa cái ổ cho nó ngon ngon. Cho nó đóng xuống dưới nữa. Rồi, xuống anh chị ơi. Xuống cái review cục mặt nữa. Tháng này gặp ổ ong khủng long không có mặt được nhiều. Ổ ong này mà vô mùa một cái nha, chính thức một cái nha anh chị. Nhìn thấy cái kẹo thấy ghê chưa, cái nhánh á khủng long cái nhánh luôn. Rồi vô mùa một cái thì mặt quải xuống không nổi luôn, thòng luôn á. Đẩy nó mắc thòng luôn á. Thòng mặt xuống. Để đi có nhiều thì nhiều, ít thì ít. Tháng mưa gió mà. Đâu có mà muốn là được. Về cái ổ thì nó bự. Khủng long ổ. Ôi ơi, chết rồi. Lên cái ghế rửa. Dạ rồi. Rung cái này xuống cái. Rồi rồi. Tàn con. Tàn con. Tàn sữa. Cái ổ này mà phải gặp mà tháng nắng một cái nghe con quải mặt xuống luôn á. Dạ tháng mưa này nó hơi yếu. Được chừng xỉ mấy. Biết không? Không có sao đâu cô đừng ấy.
chừng xỉ xỉ ngoài cô tính nửa lít mà không được nữa, hên là nó vô đầy hết nè. Vậy vậy rồi dắt bị tháng này mình nãy mà dạ. Phải cuối cuối tháng nha. Dạ. Không có bà bác, con nói bà bác nghe, cái tháng này á, con nói ông này á là nó không có mà rồi, cái sáng đó. Sáng trăng gì hết trơn á, cứ bự là mình hốt à, mà nhưng tháng này là cái tháng mưa đúng không, cái nguồn mặt nó hiếm nó ít. Cái ổ này mà ngay gần Tết cái là con nói cái ổ này quải xuống cái nước trình bình mấy tháng hốt nữa. Dạ ấy đi con canh canh con đi ngang con ghé con hốt nha. Cái này mật anh gì? Dạ không, cái đó là con, cái tàn con. Uh-huh. Dạ nó rồi bây giờ á thì bây giờ con hốt rồi, để lâu lâu con canh ngang con ghé con kêu ha. Nó đây nè anh chị, cái mặt nó vô con đậy cho rồi mặt nó hơi trắng nha, buồn mặt ở đây không lấy biết, không biết lấy mặt gì rồi thôi nữa. Rồi sáng cái này sao lấy nó ấy đi con chỉ nó rồi bây giờ á thì cô dì chú bác cho từ sân Bắc á cũng kết thúc video luôn nha. Rồi hẹn anh chị những cái video đi sang Bắc tiếp theo nữa nha. Rồi bây giờ bye luôn. Lấy còi này vào ơi.